Rồi, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay ngày 6 tháng 1 thì hôm nay ngày thứ 7 em lại tiếp tục lên các bác một số sản phẩm mới nhé. Tất cả những sản phẩm ngày hôm nay là sản phẩm mới nhé. Thì hôm nay chỉ là ngày thứ 7 cho nên em chỉ lên được 6 sản phẩm thôi. Cụ thể có 3 kem ly. 3 kem ly nhá. Hàng số có cái con này rất khủng luôn, hàng con của Builder chạy mô phép này. 2 con Builder. Và một cái tủ đài nhá, một cái tủ đài của hãng Tech. Cái con này thì về tình trạng là như mới, hình như bên là họ chưa xài đâu nhá. Và một bộ 5.1 của hãng Denon dòng 380. Và một cái thúc điện của hãng Yamaha nhá, SW45. Đó, con dòng 45 này. Thì em sẽ đến giới thiệu chi tiết từng món một các bác nhá. Em giới thiệu CD âm ly trước, ba cái âm ly trước nhá. Rồi, trước mắt các bác đây là một con âm ly rất khủng luôn. Con này là có size 44 và cái chiều sâu nó cũng phải 45 nhá các bác nhá. Rất to luôn. Con này chạy MOSFET. Giải mã nó tới 48 pit thôi, ghi đây 48 pit luôn các bác nhá. Con này rất khủng luôn. Cao khoảng 20. Đó. Dòng này được chứng nhận THX, đấy cái là một cái chứng nhận là dòng cao cấp nhá. Model nó là VSA AX5i. Thì cũng thông báo các bác nhá, tất cả những hàng này là đều điện 100V các nhá. Hàng xuất châu Âu thì em hôm nào em lên thì em sẽ nói hàng đấy cũng hết rồi, gần hết rồi. Con này điện 100V các bác nhá. Đây, rất là to khủng. Rất là to các bác nhá. Hàng nội địa Nhật. Đó. Công suất 440W. 440W các bác nhá. AX5i. Dòng điện 100V các bác nhá. Đó. Con này có cổng có cổng quang. Đây, cổng quang trên này. Và đặc biệt nó có cái cổng để các bác cái cổng USB audio này, các bác cắm trực trên máy tính và làm song cạc các bác nhá. Tất cả những mạ vàng hết nhá. Công suất 440W. Phía bên này nó có một cái cổng surround black nó bị gãy nhá. Cái này vì vẫn cài được nhưng mà tính ra em không có rảnh, nếu đi thay thì khoảng 50.000 người ta thay cho thôi, nhưng mà em không có rảnh bởi vì cái cổng này thực tế cổng này cũng ít khi xài các bác nhá. Chủ yếu cổng phông thôi. Đấy, surround với canter thôi. Đó, đây cổng phông thôi nhá. Đấy, con này chạy MOSFET rất là hay luôn. Có quạt gió này, 14 sò. Dòng này, bao dòng này đẹp như mới các bác nhá. Rất khủng. Đây. Hôm nay thì em sẽ tặng các bác một cái khiển nhá. Cái đây là vết dơ thôi chứ không có gì nhá. Tặng các bác một cái khiển để các bác xài một số chức năng cơ bản nhé. Đó. To nhỏ tắt nguồn này, có cả hình, có cả chỉnh chạy bắt chép nữa. Thì trên này trên máy này nó có chỉnh bắt chép luôn này. Rồi con âm ly AX5i nha các bác nhá. Giá thị trường khoảng 5-6 triệu đấy. Con này giá xuất xưởng nó 150.000, 160.000 chứ không phải 50.000. Rồi con này bán 3,2 triệu nha, bao gồm cả cái khiển này, bởi vì nó bị gãy một cái cổng bên chỗ sập rào. Cái cổng đấy thực tế ít xài lắm nhá. Nếu mà cổng đấy nhiều xài nhiều thì em đã làm rồi. Đây là cái chế độ này. Rồi giá 3,2 triệu các bác nhá. 3,2 triệu ạ. Con này đặc biệt con này có cả lon led luôn nhá. Đấy, lon led luôn. Tiếng rất hay. Rồi 3,2 triệu các bác nhá. Rồi sang số 2. Thì hôm nay em mượn một cái này bởi vì em chưa khui ra cái khiển học này. Cho nên là cái nào có đặt trên đó là có khiển học các nhá. Thì con số 2 này là một con đời rất là cao của hãng Builder. Có tên model VAX920. Đấy, con này thì cắm trực tiếp iPhone iPod vào đây được. Đó.
Dòng này nó có cả HDMI này, 1.0.0 này, có cả Ethernet IO này, có cả mạng ấy. Đó. Chơi nhạc ba lát các thứ, lót led đầy đủ luôn. Có khiển luôn các nhá. Có khiển cho các bác để các bác chỉnh chỉnh bát chép. Đấy. Con này đòi cao nhá. Cái này còn là cái tem nó hơi bong cái này. Đẹp như mới, trẻ 14 sò. Có cổng mạng luôn các anh nhá, có cổng quang này, quang in này. Đó. 920. Con này đời mới, công nghệ cao, có cả Afterbot này. HDMI đầy đủ luôn. Tóm lại các bác nhìn thấy con nào có USB mà có cái chế độ mà cắm trực tiếp iPod vào thì con nào cũng là đời cao các nhá. Đời cao rất cao luôn. Nhiều khi em bán con 820, 620 rồi, con này là 920 các nhá. Đây là 920 đấy. Nhiều khi bán rồi con này em bán 3,2 triệu bao gồm cả mấy khiển học các nhá. Đó. Mấy con 920 em cũng bán 3 triệu mấy rồi. Ông này là 7.1 các bác nhá. Có phông, có cổng AB luôn các bác nhá. Đánh hai cặp loa phông liền lúc luôn ạ. Đánh hai đây. A này. Cảm ơn này. Rất là đẹp. Rồi 3,2 triệu các bác nhá. Con này là con 920. Em bán 820 nhiều, em 920 là nó tiền luôn. Rồi xa, cuối cùng âm ly thì có một cái con Bühner 710, SA 710. Con này lòng cổ. Con này rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp các bác nhá. Má gỗ, đây là các bác nội thất này, đẹp như mới luôn, mới như nào như vậy. Chạy 4 con sò sắt. Các bác biết là dòng này thì nó rất là hợp túi tiền luôn. Đấy, 710 này rất hợp túi tiền các bác nhá. Con này chơi muốn sò sắt rất là hay luôn, đánh AB. Đây, rất là đẹp luôn ạ. 710 điện áp 100V nhá. Tất cả những hàng hôm nay đều 100V các bác nhá. Hàng Nhật. Đây các bác nhìn này. Đây là một con má gỗ, cái này là má gỗ thôi nhá, đẹp căng như mới luôn. Đó, má gỗ đẹp rất đẹp nhá. Đấy má gỗ 710 thôi nhá, các bác nào chơi những cặp loa cổ bass 30 trở về thì khỏi nói luôn. Cái dòng này nhiều bác nhìn qua là biết rồi. 710. Đây để đây. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đó. Bao đẹp căng luôn. 710 các bác nhá. Có lon led, có chỉnh bát chép, tóm lại là con này thì nó nổi tiếng rồi. Rất đẹp. Đấy. Rồi con âm ly 710 này em bán giá 3 triệu các bác nhá. 3 triệu. Đẹp cực kỳ luôn, đẹp xuất sắc luôn ạ. 3 triệu. Chạy 4 sò sắt. Đó. Rồi em chuyển qua cái tủ đài đây nhá. Tủ đài này là hàng Tech R400. Đó. Con này đẹp như mới. Tóm lại là nó về thì em mới khui cái giấy này ra từ cái đầu điện than, từ cái chỗ mâm than chạy ra này. Đó, cái hàng này chưa xài không nhá, chưa có xài đâu. Đấy em mới khui cái giấy ra. Và cái này là cái bọc của kim. Em mới khui ra không nhá. Đó là con này chưa xài. Và cũng có cái hay của cái con này là sao? Con này có thể làm đầu phát được các bác nhá. Đây nó có một vết cấn do vận chuyển thôi. Con này có thể làm đầu phát được không nhá. Thì ví dụ như các bác xài một cái đĩa than như vậy, các bác phát ra âm ly được nhá. Đấy cổng có cổng in và cổng out luôn. Phát âm ly được các bác nhá. Có bên này có loa này. Con này nó có chiều khoảng hơn 50 các bác nhá. Các bác mua biếu tặng tuyệt vời luôn. Đấy. Đĩa than thì chạy xuất sắc luôn. Đĩa than đó là mua em tặng luôn cái đĩa than này, đĩa xịn nhá, cái đĩa này đĩa xịn nha các bác nhá. Cái đĩa này 1.650 yên.
chiếu xịn luôn ạ. Ví dụ như các bác mà chơi đây như một cái đầu CD, như một cái đầu CD và cũng như một cái đầu than luôn các bác nhé. Các bác có phải lai sang cổng cổng ao không nhỉ? Không có lai từ đây, đây là cổng ao lai sang âm ly này được nhá. Đó. Đấy hiện tại đang chạy. Đấy chuyển qua CD nha các bác nhá. Cái này thì hết đĩa nó tự động chạy về thôi. Đấy CD nhá. Hai cái loa bên này rất là đẹp luôn nha. Con này chạy hàng này là về là chưa xài đâu ạ. CD được tốt luôn, CD nó cũng phát ra âm ly được nhá. Đó. Rồi con này em bán giá 2,9 triệu bao gồm tặng các bác một cái đĩa này luôn nhá. Cái đĩa này đĩa xịn đấy nhá. Tặng luôn một cái đĩa này. Đĩa chạy chuẩn luôn. Đấy 2,9 triệu các bác nhá. Đây, băng lẻ rất là đẹp luôn. Vẫn có tem này. Cái này mới mới khui ra đấy. 2,9 triệu các bác nhá. Tách. Rồi sang sang âm ly. Bộ dàn đấy này. Bộ dàn này thì em cũng có thể tặng các bác một cái để khiển học nhé. Để các bác bật to nhỏ này, chuyển chế độ là to nhỏ được. Cái bộ dàn này là bộ dàn 5.1 đời nông 5.1 nhé. M380 nhé. 5 loa đẹp, đẹp keng luôn, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Bên này là một cái súp hơi này. Bát 18 thôi nhé. Đây này 380 các bác nhé. Không phải 370 rẻ hơn. Súp 120W. Đó, súp 120W loa này. Center loa 80W một cái. Âm ly thì đẹp xuất sắc luôn, âm ly vẫn còn trên vẫn còn nhựa này. Rồi con âm ly này thì có thể xài cổng quang các thứ vào được luôn nhá. Em sẽ tặng các bác một khiển học để bác chỉnh. Và cái dây này thì em trong này đang thiếu một dây nhá. Thì các bác nào trong này có 4 dây thôi, nhưng có hai dây này nó khoảng 15m một 10m, 10m một dây luôn. Các bác có thể cắt dây này ra để chế một cái dây nữa nhá. Là 4 dây rồi. Đây là hai dây rất dài luôn ạ, cực kỳ dài. Hai dây là khoảng 10m. Thoải mái dây nhau nhá. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Bộ này em bán cho các bác giá 3,2 triệu nhá. 3,2 triệu bao gồm cả khiển luôn. 3,2 triệu bộ này. Bộ này đẹp lắm rồi. Cái súp này vẫn còn nguyên cả chân nhá, nguyên cái chân đế này. 3,2 triệu thôi nhá. Rồi bác nào có nhu cầu cứ alo cho em. 3,2 triệu bộ 5.1 đàn ông này, chơi rất là hay trong phòng các bác nhá. Cực kỳ hay, xem phim nghe nhạc vô tư luôn. Rồi sang đây là một cái súp Yamaha SW45 các bác nhá. Dòng này là vòng 45, có cả chỉnh cắt phân tần này, cắt tần này, chỉnh volume đầy đủ luôn. Đó. Dòng màu đen. Còn màu đen thì nhìn nó không sang mà con đấy. Con này thì về nó bị cắt đi nguồn mà em nối lại đi nguồn thì các bác nhá. Đó. Đây. Có cổng có cả cái cổng in này. Đây là có những cổng cắt này. Con này bác nào chơi qua rồi đánh rất lực nhá. Bát 22. Đấy. Đúng là nhìn cái màu đen, màu vàng sẽ đắt tiền hơn các bác nhá. Màu vàng đắt tiền hơn màu này. Rồi con này em bán cho các bác 2 triệu đi nhá. Màu đen nó, màu vàng nó đắt. Bát 22 nhá, bát 22 là nhá. Viền zin luôn. Dòng SW45 này, mấy phía trước các bác cứ hỏi cái dòng này này. Đó. Bao đạo và đánh lực cực kỳ luôn nhá. Nghe nhạc và hỗ trợ karaoke được nhá. Đó. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác 6 món ngày hôm nay. Bác nào có nhu cầu gì alo cho em nhé. À, bên em cứ có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua về chịu ship, chuyển khoản hết bao ship các bác nhé. Âm ly thì cọc 1 triệu em mới đi hàng được các bác nhé. Còn chuyển khoản hết cứ em bao ship cho bác. Đó. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhé. Rồi bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ em nhé.